Kính thưa quý khán giả, vấn nạn rác thải gây ô nhiễm môi trường đang xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân do phần lớn các bãi xử lý rác quá tải, công nghệ xử lý rác lạc hậu. Trong khi đó, việc xây dựng khu xử lý rác chung cho từng vùng đã được tính toán trong một số đồ án quy hoạch vùng. Nhưng do không có địa phương nào chịu cho đặt nhà máy xử lý rác, nên kế hoạch vẫn còn nằm trên giấy. Đây cũng chính là nội dung tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế, góc nhìn chuyên gia hôm nay, với tiêu đề Báo động rác thải ngày càng quá tải. Kính mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý khán giả, tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Sở Tài nguyên Môi trường, trung bình mỗi ngày thành phố thải ra 9.800 đến 10.000 tấn rác. Trong đó khoảng 69% được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Tuy nhiên, dù là hợp vệ sinh, nhưng ghi nhận tại khu vực lân cận các khu xử lý rác đều cho thấy việc chôn lấp đã và đang ảnh hưởng xấu tới môi trường. Tại khu xử lý rác Phước Hiệp, huyện Củ Chi, những ngày cuối tháng 7, môi trường xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cứ mỗi lần khu xử lý rác hoạt động thì những cột khói đen lại bay cao, lan khắp một vùng, kèm đó là mùi hôi nồng nặc đến ngộp thở. Không chỉ vậy, người dân sống gần khu vực này cũng đang bị ảnh hưởng bởi lượng nước thải rò rỉ ra môi trường. Nước thải từ khu xử lý rác đã bức tử hầu hết các tuyến kênh quanh khu vực này. Nước kênh luôn có màu đen kịt, bốc mùi hôi. Nghiêm trọng hơn, nước thải từ khu xử lý rác đã ngấm vào lòng đất, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Chịu không nổi ô nhiễm, nhiều người đã phải bán nhà đi nơi khác. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng của thành phố nhằm tìm hướng xử lý ô nhiễm, nhưng đến nay mọi việc vẫn không chuyển biến. Tương tự, dưới cái nắng chói chang một ngày cuối tháng 7 tại khu xử lý rác Đa Phước, huyện Bình Chánh, dù khoảng cách từ cổng đến khu xử lý khoảng 30 đến 50 mét, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được mùi hôi đặc trưng của việc chôn lấp rác phát ra, mùi càng nồng nặc khi có những cơn gió thổi ngang, mùi sẽ càng nặng hơn khi trời mưa. Tại Hà Nội cũng gặp vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nghiêm trọng. Trung bình, mỗi ngày Hà Nội thải ra 6.500 đến 7.000 tấn rác. Ngoài khu vực xử lý rác nhỏ lẻ, Hà Nội còn có hai khu vực xử lý rác có quy mô lớn là khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn ở huyện Sóc Sơn và khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn ở thị xã Sơn Tây. Tuy vậy, ô nhiễm từ rác thải vẫn đang gây ra nỗi bức xúc lớn cho người dân. Tại khu vực đầu thôn 1, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, chúng tôi đã ngộp thở bởi mùi hôi thối bốc ra từ khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn nằm trên địa bàn hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ. Bà Nguyễn Thu Dân, 60 tuổi, ở thôn 1 bức xúc, ngày nào cũng phải lau, rửa nhà cửa, bàn ghế nhưng vẫn không hết được bụi bẩn của rác thải vì xe chở rác chạy suốt ngày đêm qua đây. Chỉ khổ nhất là lúc ăn cơm hay nhà có cổ bàn cưới hỏi hay ma chai thì ruồi nhặng nhiều vô kể. Nhiều người khác ở xã Nam Sơn cho biết hơn 20 năm qua, kể từ khi thành phố đưa bãi rác Nam Sơn vào hoạt động thì cũng là từng ấy năm họ phải sống chung với ô nhiễm môi trường và bệnh tật gia tăng. Các thành phố du lịch như Đà Lạt hay Phú Quốc cũng đang đối mặt với tình trạng rác thải tồn đọng. Lượng rác thải sinh hoạt đang ngày càng tăng lên từng ngày do người dân và du khách thải ra, nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Từ đó, ảnh hưởng đến môi trường du lịch của địa phương. Dù là địa phương có diện tích lớn, nhưng tỉnh Lâm Đồng mới chỉ có hai nhà máy xử lý rác thải rắn ở thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Cả hai nhà máy này sử dụng công nghệ đốt quá lạc hậu. Tại tiểu khu 163B, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, cách xa hàng trăm mét, ai đến đây cũng sẽ cảm nhận rõ mùi hôi thối bốc ra từ khu xử lý rác của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh. Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 180.000 dân, mỗi năm đón hơn 3 triệu lượt khách du lịch. Lượng chất thải rắn phát sinh ở Phú Quốc lên đến 190 tấn một ngày. Để giải quyết bài toán môi trường, Phú Quốc đã nỗ lực kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư nhà máy xử lý rác trên địa bàn. Song kết quả không như ý. Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc đang xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh với công suất 300 tấn một ngày, quy mô 10 đến 14 hecta bằng ngân sách nhà nước. Tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi được ví như hòn ngọc giữa đại dương, cũng đang phải gồng mình để giải quyết hơn 70.000 tấn rác tồn trong suốt 30 năm qua ở khu vực bãi Nhác. Không chỉ có rác thải tồn đọng, lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày ở đảo cũng đang tăng lên từng ngày do người dân, khách du lịch ra đảo tăng lên. Trung bình mỗi ngày ở đảo phát sinh khoảng 22,5 tấn rác thải sinh hoạt, ngày cao điểm có thể lên tới 30 tấn.
Nắng thì bãi rác bốc mùi, mưa thì nước thải tràn qua đường, chảy xuống biển, khiến hình ảnh du lịch của hòn đảo bị ảnh hưởng không nhỏ. Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của vùng đồng bằng sông Cửu Long thải ra khoảng 14.000 tấn một ngày, tương đương 5 triệu tấn một năm. Dù là lượng rác thải ra nhiều, nhưng toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện chỉ có 2 khu xử lý rác liên tỉnh, là khu xử lý rác tại xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An và nhà máy đốt rác phát điện tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Một số địa phương như Cà Mau, Bến Tre có nhà máy xử lý rác nhưng công suất rất nhỏ. Các địa phương còn lại chỉ áp dụng biện pháp chôn lấp, trong đó chỉ có 19 trên 124 bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Trước nhu cầu bức thiết bảo vệ môi trường, hưởng ứng chủ trương thu hút đầu tư nhà máy xử lý rác, một số nhà đầu tư đã vào cuộc nhưng đành dàn dở. Chẳng hạn đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án nhà máy điện rác Hậu Giang có quy mô 23 ha, tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng. Mục tiêu xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân thu hồi là do chủ đầu tư triển khai dự án quá chậm. Có thể dễ dàng nhận thấy một trong những khó khăn của hầu hết khu xử lý rác ở các tỉnh thành hiện nay là công nghệ lạc hậu, dẫn đến không đáp ứng nhu cầu xử lý. Tuy nhiên, việc kêu gọi đầu tư những khu xử lý rác với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường cũng không dễ, bởi lý do khá bất ngờ là thiếu rác. Lý giải về khó khăn thực hiện dự án, đại diện chủ đầu tư cho rằng nguồn rác đầu vào không đảm bảo nhu cầu vận hành nhà máy. Việc tìm kiếm hợp đồng xử lý rác công nghiệp để bù đắp lượng rác thiếu hụt cũng không khả thi. Trong khi đó, chi phí nguyên nhiên liệu tăng đột biến trong thời gian qua đã khiến tổng mức đầu tư tăng lên rất nhiều so với dự toán. Đại diện liên doanh công ty Harvest Wheat Hà Lan và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và dịch vụ đầu tư Alpha cho biết, từ việc kêu gọi của tỉnh Sóc Trăng, mới đây liên doanh công ty có đề xuất được nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải thành năng lượng tại tỉnh. Theo đó, để dự án khả thi, địa phương phải cam kết đảm bảo được nguồn cung cấp khoảng 800 tấn rác một ngày. Thời gian vòng đời hoạt động của dự án phải từ 25 năm trở lên mới đảm bảo để nhà đầu tư thu hồi vốn. Bên cạnh đó, việc đấu nối phát điện và giá bán điện phải được các cơ quan chức năng cam kết ổn định theo vòng đời dự án. Liên quan đến đề xuất trên của nhà đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng cho biết đang rà soát đánh giá lại khối lượng rác thải thu gom hàng ngày. Cách nay hơn 10 năm, trong quy hoạch phát triển của một số vùng kinh tế trọng điểm, có đặt ra việc hình thành các khu liên hiệp xử lý rác chung cho cả vùng. Các khu này sẽ hoạt động như các khu công nghiệp, nhưng tập trung cho công nghiệp xử lý rác hiện đại, thân thiện với môi trường. Việc hình thành các khu công nghiệp như vậy sẽ là cơ sở cho việc thu hút được những nhà đầu tư có năng lực, công nghệ cao. Thế nhưng, ước mơ này vẫn còn xa vời. Tọa lạc tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, khu công nghiệp môi trường xanh đã được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2008 với quy mô 1.760 ha. Đây là dự án mang tính liên kết vùng do chính phủ quy hoạch, giải quyết vấn đề rác lâu dài cho cả thành phố Hồ Chí Minh, Long An và các tỉnh lân cận. Thế nhưng gần 15 năm qua, dự án vẫn còn ngổn ngang. Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An chia sẻ năm 2010, dự án được Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương chọn công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải rắn Việt Nam, nay là công ty cổ phần xử lý chất thải Việt Nam Long An, là nhà đầu tư theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đã được phê duyệt quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000, quy hoạch phân khu 1/2.000, đã được Bộ Giao thông Vận tải thỏa thuận đấu nối tạm thời đường nội bộ từ khu công nghiệp môi trường xanh vào tuyến quốc lộ N2. Tuy nhiên, theo ông Liếp, dự án vẫn còn một số vướng mắc như nằm trong danh mục kêu gọi xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, rồi dự án có yếu tố nước ngoài. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính thẩm định trình Thủ tướng cho phép dự án được hưởng chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường. Nhưng qua các lần lấy ý kiến bộ ngành liên quan, hồ sơ bổ sung của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến nay vẫn chưa được Thủ tướng chấp thuận cho hưởng các chính sách ưu đãi về xã hội hóa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.